Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Ảnh Chế. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em những phiên bản cosplay đẹp nhất và hài hước nhất xoay quanh bộ phim Naruto. Xin mời anh em đón xem. Đầu tiên anh Bèo sẽ sử dụng những gói bim bim này để cosplay. Anh ta đã sử dụng những miếng bim bim này dán lên đầu của mình để làm mái tóc màu vàng của Naruto. Tiếp theo, anh Bèo sử dụng những miếng khăn giấy để dán lên quanh cổ của mình. Tiếp theo anh ta vẽ cho mình một logo của một ninja. Sau đó đặt lên đầu hai nải chuối chín để làm mái tóc của Naruto. Và bước cuối cùng, anh ta đứng giữa hai tấm gương đối diện nhau. Và tận dụng hình ảnh phản chiếu giữa hai chiếc gương, anh Bèo đã tái hiện lại chiều phân thân chi thuật của Naruto. Tiếp theo chúng ta cùng đến với những phiên bản đẹp trai và ngầu lòi của Naruto. Tiếp theo là phiên bản con cửu vĩ nhưng đã bị chuyển giới. Sau đây anh Bèo sẽ sử dụng cuộn băng keo này để cosplay. Đầu tiên anh ta đặt cuộn băng keo lên khắp cơ thể của mình. Sau đó đặt con figure Gaara lên phía trước. Vậy là anh Bèo đã tái hiện lại chiều sa thuần của Gaara. Tiếp theo đây anh Bèo sẽ cắt một củ hành. Sau đó đặt lên mắt của mình. Vậy là anh Bèo đã sở hữu con mắt Rinnegan của Nagato. Tiếp theo chúng ta cùng đến với các phiên bản đẹp trai và ngầu lòi của nhân vật Sasuke. Nhưng có thể bạn chưa biết, các phiên bản đẹp trai và ngầu lòi vừa rồi được cosplay lại bởi cô gái này. Sau đây anh Bèo sẽ sử dụng quả sầu riêng này để cosplay. Đầu tiên anh ta sử dụng cái bút này để bôi đen quả sầu riêng. Vậy là anh ta đã cosplay thành công nhân vật Kisame với thanh kiếm Samehada được làm từ một quả sầu riêng. Tiếp theo là phiên bản ngoài đời thực của người cả Kisame, trông khá là ngầu đúng không anh em? Và đây là nhân vật phản diện chính trong bộ phim Naruto, đó là Uchiha Madara. Tiếp theo là phiên bản ngoài đời thực của Sakura, trông rất là xinh đẹp và đáng yêu. Đây là Sakura, nhưng lại khoác lên mình bộ trang phục của tổ chức Akatsuki. Còn đây là Pain phiên bản nữ giới, trông rất là xinh đẹp. Còn đây là phiên bản đẹp trai và ngầu lòi của Pain. Còn đây là Tobi, với chiếc mặt nạ được làm từ một quả cầu mây. Tiếp theo đây là các phiên bản đẹp trai và ngầu lòi của thầy Kakashi,